vẫn chưa hết say nắng à? Làm gì có nắng mà say? Với anh, say em là đủ lắm rồi. Mồm mép. À này, ra kia đi, anh chụp ảnh cho. Này, anh lại đang có âm mưu gì đấy? Anh bảo này. Đẹp lắm. 1, 2, 3. Rồi. Rồi. Đẹp lắm. Chụp tiếp nhá, đổi dáng nào. Chắc chưa? Để không, không, không. À, bí rồi, bí rồi. À, mời cô. À, à. Cái thằng này. Dạ? Ai cho mày cờ ngoài bài trong đấy? Đi ra chỗ khác. Vâng, vâng. Không, không, không tính nước này. Có nhận ra ai đây không? Nào. Bị gì tốt. Chắc chưa? Thoải mái đấy. Đây. Chắc chưa? Rồi. Đẹp. Mẹ xem nào. Mẹ. À. À, thằng này. Này. Ơi. Ông ơi này, nhìn con mình nó có bạn gái rồi đấy ông này. À, thôi mà. Thấy chưa? Ôi trời, đang nước sôi lửa bỏng. Ờ kìa. Gái mú cái gì đây. Thằng ơi. Ông ơi ông. Ông thấy không? Con bé trông được đấy chứ nhỉ? Nó tìm vợ cho nó chứ có tìm cho tôi đâu. Sao bà có phải quan tâm lắm đấy hả? Đi sang kia. Hay nhỉ. Không có cờ quạt gì nữa nhá. Này, cờ này của tôi nhá. Tôi nói cho ông biết nhá, bây giờ người ta đã cho phép bán hàng rồi. Ông vào dọn hàng giúp tôi phụ bán hàng đi, nhanh lên, nhanh lên. Em xin lỗi các bác, không trời. Ôi ơi, ơi, cái bà đấy, biết nào ra bên này. Bà làm sao đây? Đi vào chỗ kia, để tôi người ta gỡ. Ông quát tôi đấy à? Quát đầu hồi. Ông nói to nhỉ? Ừ, thì nhớ nhớ mồm, tôi đi vào chỗ kia. Mai bà ra. Đó là bầy bầy lại. Bó tay. Alo. Có vẻ như sếp thích cấp dưới của mình đứng tim vì sốc nhỉ? Tôi cũng sốc chả kém gì ông đâu. Nhìn kỹ đi, có phải là Quyên con gái ông Cửu không? Còn idol nào khác nữa? Nếu như cuộc đời này là một giải thưởng điện ảnh, đảm bảo với sếp bố con nhà này chắc chắn sẽ có tượng vàng Oscar đấy. Bây giờ tôi gửi thêm một ảnh, kiểm tra xem chủ nhân con xe mui trần này là ai. Ok là. Ông này được đánh giá là người sạch sẽ, gia cảnh bình thường, không có biểu hiện giàu có. Nôm na là không có gì đáng nghi cả. Chào anh. Chào anh. Tôi là Giang. Cảm ơn anh đã mời tôi xuống đây. À vâng, cảm ơn anh. Mời anh. Báo cáo anh, cuối tháng 4 năm ngoái, cơ quan chủ quản đã tổ chức một cuộc hội thảo để báo cáo kết quả nghiên cứu các công trình khoa học do các đơn vị phối hợp thực hiện.
Toàn bộ CDC của cả nước và lãnh đạo các sở đã được triệu tập đến nghe và đóng góp ý kiến. Chị Bằng, vụ trưởng và anh có quan hệ gì với nhau không? Chị Bằng và tôi ngoài công việc ra còn là tình đồng hương anh ạ. Vụ mua bán sinh phẩm KT giữa CDC Thanh Bình và công ty Khải Tuấn, có ai khác tác động không? Anh uống nước đi ạ. Vâng, cảm ơn chị. Lãnh đạo bộ rất khen ngợi công tác phòng chống dịch của tỉnh Thanh Bình. Nhưng đúng là chúng ta không thể để tình trạng giãn cách xã hội kéo dài như thế này mãi được. Nó làm ảnh hưởng đến đời sống, an sinh xã hội của người dân. Chúng ta cần phải quyết liệt hơn trong việc truy vết, khoanh vùng dập dịch để cuộc sống được trở lại bình thường. Vâng, tôi hiểu. Nhưng chúng tôi cũng có cái khó. Chủ trương của tỉnh đã ra là như vậy, nhưng nguồn kinh phí chúng tôi rất hạn hẹp. Về vấn đề này, anh có thể tham khảo công ty Khải Tuấn. Công ty Khải Tuấn rất linh hoạt trong việc hỗ trợ về phương tiện, máy móc thiết bị xét nghiệm, đặc biệt là sinh phẩm anh ạ. Và họ sẵn sàng cung ứng trước, sau đó hỗ trợ thanh toán sau. Mời anh có thể tham khảo. Vâng, thưa các bạn, đến giờ phút này thì chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về bộ sinh phẩm mang thương hiệu Made in Việt Nam. Công ty Khải Tuấn của chúng tôi hứa hẹn là mỗi một ngày sẽ cho ra thị trường 10.000 bộ để làm sao đảm bảo được cung ứng nhu cầu sử dụng nếu như trong trường hợp dịch bùng phát. Thời điểm dịch bệnh bùng phát trong tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt là khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng bằng mọi giá, không cho dịch bệnh lan tràn mất kiểm soát. Thời điểm đó thì anh em chúng tôi cũng rất bối rối vì thiếu rất nhiều những bộ kit xét nghiệm. Đang ở đâu đấy? Chúng mày hâm nó vừa thôi, đã làm lành với nhau rồi sao không về đi, còn lôi nhau ra đảo làm gì? Thế có về không để tao còn biết. Yêu anh sao đấy? Nếu em mà không hiểu về công việc của anh ý thì em sẽ buồn lắm đấy. Vì lúc nào em cũng có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi vậy. Sao lại bỏ rơi? Anh ở ngay đây mà. Ở nhà đã công việc, đến đây cũng công việc. Anh có biết là khó khăn lắm chúng mình mới sắp xếp được thời gian để đi với nhau không? Em ghen đấy à? Không thèm. Đúng là phụ nữ dễ cho qua nhưng mà không dễ quên. Thì em cũng phải thông cảm cho anh. Có phải là anh muốn như thế đâu. Rõ ràng là anh đã rời bỏ công việc rồi. Đây là công việc không chịu rời bỏ anh. Dỗi. Dỗi. Này, dạo này giống Nhi quá nhỉ. Sáng dỗi, trưa dỗi, tối dỗi. Thì sao? Ngày xưa hồi còn ở bên Úc ấy, em với đó còn ăn chung mâm, ngủ chung giường. Chỉ mỗi tội là không chung người yêu thôi. Rồi. Và đấy là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của em. Thế cho nên bây giờ em mới phải ngồi đây ngậm ngùi một mình đây này. Anh lúc nào cũng có một mơ ước, đấy là có thể cùng em sang bên này. Như thế anh sẽ không phải ngồi đây nghe mãi câu chuyện cổ tích ấy nữa. Mồm mép. Muốn đi thì đi đi. Em đồng ý rồi nhá. Đi nhanh rồi về. Tuân lệnh. Anh đi một tí thôi. Đúng lúc đó thì Tuấn có đến gặp tôi.
Bác cứ nghiên cứu kỹ đi ạ. Bộ sinh phẩm KT bên em đã được cơ quan chủ quản cấp phép rồi. Về năng lực sản xuất thì bác biết rồi đấy. Còn về giá thì em áp nguyên giá của cơ quan chủ quản đã mua. Cảm ơn Tuấn. Chúng tôi cũng đang tham khảo một số đơn vị cung cấp khác. Cho nên cái này thì Tuấn cứ từ từ nhé. Anh ạ, để khuyến khích người Việt dùng hàng Việt thì Khải Tuấn có chính sách ưu đãi phần trăm cho các đơn vị sử dụng sản phẩm. Bác lưu ý việc này cho em nhé. Rồi. Nếu như bác đồng ý thì em sẽ cho nhân viên của bên em liên lạc với nhân viên của bên bác để trao đổi một cách trực tiếp. Cậu cứ đeo cái khẩu trang vào đã. Bác lại cứ lo, em làm sao mà nhiễm Covid được? Đơn vị sản xuất mà nhiễm Covid thì còn làm ăn cái gì nữa. Em nói thật chứ, nếu như mà bác bị lây từ em nhá, em sẽ tặng CDC tỉnh mình 10 cái máy thở. Xin lỗi. Dạ. Alo, chị Băng ạ. Dạ. Vâng. Chỗ Khải Tuấn là doanh nghiệp tốt. Bộ sinh phẩm KT được công nhận chất lượng sản phẩm. Anh tạo điều kiện nhé. Vâng. Chào chị. Bác cứ cân nhắc cái việc này giúp em nhé.